Thơm không? Thơm. Cái mùi này cũng hơi lạ. Đừng có hửi sát quá. Nước hoa phải để một chút xíu nữa. Để hồi nó ấy ấy nè. Xong rồi mình hửi thoáng thôi chứ mình hít ngay đây là mình chưa có được đâu. Này tôi làm không có nặng lắm nè. Má. Tặng má nè. Cảm ơn. Trời ơi, ơi. Chào đang ông luôn Xịn nha. Xịn nhất luôn. Cho Linh nè. Nào. Lê Quang khoái chai này. Monashi. Cô Ni ơi, cô Ni. Monashi à? Monashi. Monashi. Ok, để sinh nhật em tặng anh. Trời ơi. Chưa xài hết mà. Đâu? Ngoài thả mệt quá hả? Ừ, thơm. Bà đọc cái tên hiệu á cho bà ngoại nghe. Hiệu của ngoại là loại thơm lắm á. Hiệu ngoại là Chanel quá nè, đẹp chưa? Chiều nè, lên cơm nè, đẹp chưa? Đẹp. Mua đem về Việt Nam cả. Chi nè, đẹp chưa? Đẹp. Hả? Dạ. Đem về Việt Nam tặng hả? Ừ. Tặng như mà sáng vậy mà như đi 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 chiều cho nội. Sang không? Đẹp sao quá. Đẹp chưa? Tại con thích mấy chai nhỏ nhỏ. Đẹp chưa? Ừ. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp quá. Đẹp chưa? Đẹp. Mấy trăm ngàn rồi. Đẹp chưa? Đẹp. Thơm nữa. Mở này ra mới đẹp nè má. Trời, cái áo màu hồng của bà kìa. Ôi ôi, hợp với cái này luôn. Trời ơi, tôi mở không được. Linh ơi, cái tay tôi nó, cái tay tôi nó yếu quá. Con làm móng tay chứ hả? Chưa, má ở Việt Nam không làm. Ồ, đẹp chưa? Cái này móc cho đây nè. Má đẹp chưa? Ừ, đẹp quá. Cho được. Ai mà xem quá. Cái này của con. Ừ. Con đi tặng con. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn tiệc Thanksgiving tại nhà của anh Sĩ. Nhưng mà con trai của anh Sĩ tới đón ngoại tám với Linh chuẩn bị trước. Mà kẹt xe quá tới lúc bà Két về luôn. Bà Két là chở Lê Quang đi sau. Đó, tính là mấy cái đi làm về trễ quá thì Linh Trần sẽ được con của anh Sĩ đón đi trước. Và cuối cùng mấy cái về tới đây mà mình chưa được đi nữa là tại vì bị kẹt xe quá nhiều. Ủa mà Thanksgiving sao kẹt xe dữ vậy ta? Ta không ở nhà ta ăn à? Không, năm nay người ta thích chạy ngoài đường. Thì vậy? À, chạy ngược, chạy xuôi. Người ta đi tới nhà đúng người, người ta ăn, người khác ăn. Thường người ta ở nhà ăn không có nhiều mà. Người đây làm không? Năm nay là năm đầu tiên mà mình đi ra ngoài. Nay ngoài Bô Sa này thấy vắng ha. Năm nay là năm đầu tiên mình đi đi ăn nhà người khác ha. Nhà anh Sĩ ha, chứ mấy bữa mình ăn nhà không à. Đã tới nhà anh Sĩ rồi. Khiêng đồ vô. Vũ khiêng giùm giùm dạ, giùm dạ. Cô cái đó vô nha. Quá. Cái này là cái đùi heo. Người ta mới làm người ta cho. Dạ. Ôi con gà của anh Sĩ nè. Con gà này cái đùi heo, cái đùi heo. Cái này là gì anh Sĩ? Cái này hem. 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 Rồi còn cái này cái đùi heo quá hả? Cái đùi heo của Tây Ban Nha đó. Tây Ban Nha. Cái này 300 đồng á. Cái đùi này hả? Ở Costco nó bán. Ủa? Đùi lớn, đùi nhỏ đi chỉ chung chị. Nó làm sẵn thì chị có ăn thôi, cái bệnh dính vậy được hết. Làm sẵn thôi luôn chứ đồ đựng luôn. Của nó luôn á. Và dao được của nó luôn. Trời ơi, ngộ quá, lần đầu tiên thấy á. Tốt hay tốt? Tôi lần đầu tiên á. Bà người ta biếu. À.
Qua bàn bên này cũng đẹp quá nè, có một cái bình bông đẹp chưa. Tôi có kỳ sư ông giáo sư bên này, trường đại học bên này đó, bây giờ cũng già chết rồi. Bất cứ năm nào bận gì bận mà đến ngày sinh viên đó, cho tôi tới nhà người ta gặp đây. Khuấy dùm năm ơi. Bỏ cái bánh thanh niên viên vào quay luôn. Bây giờ là chuẩn bị cắt đồ ra ăn. Phải chuyên viên mới cắt được á. Ừ, phải chuyên viên mới cắt được. Khách của chúng ta đã ngồi vào bàn hết rồi. Không biết giỏi là gì hơn ngồi. Bây giờ cắt đồ ăn ở đây. Wow, cái dao bén quá, cắt đã. Wow. This is appetizer. Come on. À, cùng cắt nó trước đi. To preserve it. Này Chúa, chúng con hôm nay ngày lễ tạ ơn, chúng con gặp họp ở đây. Trước hết, con cảm tạ Chúa đã dành giữ cho chúng con trong một năm mọi chuyện được an lành. Và giờ đây chúng con gặp họp với nhau để cảm tạ Chúa những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con một năm vừa qua. Con xin cảm tạ Chúa. Xin chào và con và hôm nay. Amen. Rồi. Vô anh. Vâng. Như cái xu yếu. Dù sao năm này cũng có được cái bằng tốt nghiệp cô Cẩm Thơ. Ủa đâu đưa cái đó đây quay cho. Bằng tốt nghiệp đâu? Bằng không làm hả? Chưa làm hả? Khoan ok. Coi để con có quà cho ba má luôn nha. Tiện nói có quà luôn. Có quà luôn, làm liền tại chỗ luôn. Tại ơi ngày anniversary, ngày tạ ơn. Thì con có không? Có quà luôn, này là xin đi làm á. Con chỉ bỏ sức thôi. Vắt ốc ra một chút thôi. Vắt ốc ra một chút thôi. Chúc mừng con. Nó xin đi qua, nó ngồi từ sáng đến chiều luôn đó. Ba má cũng như vậy, thành nữ nó cố gắng. Sau khi mà họ tốt, hoàn thiện. Hey, anniversary với Thanksgiving. Nó xin đi. Dạ, dạ, dạ. Ba má nè. Đâu, qua qua. Chờ chút xíu. Đó. Thank you, con. Ba nó là mừng lắm. Anniversary cái này là nhớ luôn không? Ngày anniversary kia kìa kìa con. Này cho má coi nè. Má coi nè không? Đó, từ chỗ làm từ tối qua đến giờ luôn đó. Không, ở đây á, ở đây có cái Bible verse. Cái này á, con viết trên đây nè, cái này là cái câu trong Kinh Thánh á. With God là với Chúa mọi sự là sẽ okay, được hết. Cái Philippines ông Paulo viết nè, có Chúa là mạnh đấy hả? Cả hai chục. Chí nữa, đúng chí rồi. Đâu súp ngon quá à? Nóng không á? Nóng mấy con ngon quá. Súp ngon quá trời, súp lạ, ngon. Nóng ngon quá.
ngon hả? Ngon. How you like it? Lạ ha. Mà nấu nhanh nữa chứ nấu ăn cua nó mất giờ. Really? Nó tăng nữa. Biết rồi nha. Cái món này đặc biệt lắm á, lát phải ăn thử. Mấy cái nhà hàng lớn như hotel mà lớn đó cái này cho người ta ăn. Đâu dễ vậy ơi. Tại anh biết không? Nó làm cái đùi heo mà nó smoke lên. Dạ, quen thôi. Thêm không phải không gì? Thêm một đâu có cái đùi heo. Chú biết cái ngày mà xong coi US Open. Cái US Open đó. Ông ta có theo mua chợ Mỹ đó anh. Mà cái Costco nó đề giá là 299 đồng. Chứ phải 400 đồng, 299 này mua cho trên online là 360 6 mấy đồng á. Rồi bắt đầu mổ con gà ra ăn. Còn ăn với má. Chị ơi, ai cũng khen ngon lắm kìa. Ngon quá. Rất ngon. Em lấy cho em từ chút mấy cái đồ lên. Không được rồi, em đặt bên má. Em nghe nó đỡ mất cơm sáng sẻ. Dạ. Đừng có lấy nguyên đĩa tại vì ngon. Ngon hả? Ngon được. Rất ngon. Mềm mà nó không khô. Đây là nó không khô. Vừa đó. Rất ngon luôn chị ơi. Ngon rồi. Ngon, ngon quá. Ngon nghe chú. Thấy chưa là lần đầu tiên ăn Mỹ ha. Ăn đi rồi. Ăn rồi. Chị thích sốc quá vậy. Ai cũng thích sốc à. Cái này dễ nấu lắm. Con gà thì 22 bao là 4 kg. Ở đây mấy chục năm chưa ăn bao giờ. Thế à? Thì tại vì người ta làm khô quá không ai dám ăn hết á. Còn ở đây làm nó rất là mềm. Gà thì không cách gì mà chị ướp mà mình ướp mà được. Em có cái bí quyết. Thấy chưa? Chứ không phải là bình cứ muối tiêu mà ngoài sáng làm sao nó không có đâu được. Chứ con gà này ngày chiều hôm nay ăn thì chiều hôm qua em lấy một cái nồi bự nồi nước phở đó em pha bột gà muối nêm nếm coi nó cũng hơi mặn một tí. Con gà đem về một cái là em thả vào trong nó ngâm. Ngâm một ngày một đêm. Ngâm một quay là ngâm 24 tiếng. Thay vì mình xả đá thì thả ngâm luôn. Ngồi đây. Dạ. Khi mà lấy ra đó thì cũng có rửa gì hết. Đó là để lấy cái xiên nè, lấy cái xiên này có bộ. Em là coi như thấy ăn ngon không? Mười mấy năm này năm nào cũng vậy được. Nhưng mà chị cứ đợi thanh kia bên mới làm, đâu đến cực. Lâu có gặp lại bé ha. Dạ. Đó cái đưa em rồi. Chưa có còn táo. Bây giờ tới ăn cái cày. Ông chủ ở nhà mà ai cũng ăn xong hết rồi, con mình ông chủ ăn chưa xong. Nguyên dĩa đầy. Chúng ta làm cái này xong rồi người ta biết á. Bây giờ anh sĩ chỉ làm gì gà đi anh sĩ. Trời ơi bây giờ đang nhậu anh chị. Ăn xong bây giờ chú ăn rồi bắt giờ đang ăn thâu vô đó. Ăn thâu cái gì mà ăn thâu á. Thâu giỏi lắm. Đâu học để cho người ta làm. Làm chút thôi nhưng mà ngon quá. Làm quá ha. Thì cái quan trọng á là thế này nè, là cái cách ướp gà. Dạ, cảm ơn. Mình mua con gà là còn đang đông đá gì nữa thì phải trước 24 tiếng đồng hồ. Defrost. Thay defrost thì ướp đó. Thì mình lấy một cái nồi, một cái gì mà cho nó cô vờ, cái nước nó cô vờ con gà luôn á. Ngập con gà luôn. Phải cho ngập gà. Thì trong đó mình pha nè, nước muối, bột nêm, bột súp gà, bột nấm, pha khuấy vô đều. Mình lấy cái tay mình nêm cho hơi mặn mặn một tí. Hơi một mặn tí thôi. Thả gà đó cho nó nằm trong đó 24 tiếng. Thả đại vô hả? Rồi. Bột nêm á cho ngâm á, ngâm bột nêm muối
đó, tùy muốn gì đó. Sao mình nếm cho vừa? Nếm cho nó vừa, cái miệng hơi mặn tí thôi. Mặn hơn muối lưới bột đen. Đến khi mà ngày thanh niên viên nè, thì ngày này đó thì mình khoảng 9-10 giờ mình lôi đầu nó ra, đem nó ra mà không có rửa nha, lấy giấy lau thật sạch. Tôi rửa rượu gì mới mặc theo á, rửa rượu không phải rửa nhưng mà lấy giấy á thấm rượu, chà hết, chà trong chà ngoài chỗ gà chỗ sạch hết cho nó khô rồi để đó. Trái cây mình sát đủ hết, ngoại trừ không có được bỏ thơm vô trong này. Tất cả trái gì mà trái gì ngọt, nho không được bỏ thơm, rồi già vang không được bỏ trái chua, không bỏ gì chua hết trơn, có thiệt nhiều. Cái vị xong mình đun được vô trong gà, vị ngọt thôi, nhét vào trong gà. Ừ, nhét vào trong gà. Rồi có một cái là cái vải mùng là cái gì hả? Cái lưới hả? Cái lưới đó, cái lưới lúc chợ Mỹ bán đó. Thì trước khi mà làm cái này á, thì lấy một cái nồi, bỏ một cục bơ, một lon chicken broth, một bó tham, bó tham vô chợ Mỹ á, bỏ trong nó nấu. Ở chợ Mỹ mới bán. Thì mình lấy cái nồi, một lon chicken broth, một cục bơ, bỏ nấu cho nó hòa tan hết, rồi bỏ cái lá tham nó vô nấu luôn, nấu ra cái mùi thơm, bỏ cái vải mùng á vô trong nó ngâm đến khi mà lấy con gà bắt đầu mình canh cái giờ đó, thì lấy cái vải mùng nó phủ hết con gà, phủ hết con gà, phủ đều khiến nó cháy, cho vô lò nó cháy lúc đầu mỏ lò, còn cái nước dư đó thỉnh thoảng mình rưới hết, rưới từ từ không thôi, chị biết không, cái vải mùng á nó khô á thì nó sẽ cháy gà, nó thỉnh thoảng 15 phút mình phải hoa lên. Nó vẽ sống ra đâu cũng có gì. Cái nước đó đúng không? Dạ, cái nước mà cái nước trong mấy tiếng đó lại em cũng phải theo dõi mà. Không, em ra nước mẹ mà. Không, theo dõi trong có một em ra trong một tiếng đầu thôi. Một tiếng đầu là em rưới hết nước rồi là em đi ra nước mẹ. Để em ra làm việc ở đó trong đấy tự em canh đúng giờ về đúng bốn. Em thay đi trong dạ. Vâng. Để 325 rồi cũng để như con gà dạ. Con gà 22 bao thì 4 tiếng rưỡi. Dạ 4 tiếng rưỡi. Dễ lắm. Con gà mua trong Costco. Tùy theo cái bao ở trong cái con gà nó có chỉ. Nó chỉ bao nhiêu bao thì bao nhiêu tiếng. Bao nhiêu bao 4 tiếng rưỡi. Và bao nhiêu độ. Nhét cái này vô. Cái cây là anh Sĩ làm cái gì nè? À trong này có nho nè. Cái hồng nè. Cái hồng. Cà rốt nè. Celery. Celery nè. Hồng giòn, táo, nho, táo nữa, nho, cà rốt, không có thơm vô, không có bỏ thơm vô, con gà là chỉ bở luôn, không có dâu luôn, thơm là bỏ trong cái hem, thơm là hem, không có bị luộc qua hết ngon, cái bỏ thơm luôn, tuyệt đối không bỏ thơm, nó vậy đơn giản, nhưng mà nó hơi cầu kỳ tí, thứ tí mà làm vô đúng rồi. Thì đúng rồi, đại chất chua xích. Rồi ai mà muốn năm sao làm gà ăn Thanksgiving thì nhớ cái này. Coi cái này để năm sao làm. Cái năm nay cũng kẹt rồi. Nhưng mà ăn cái trái cây chăm ngon ha. Ủa nhưng mà bây giờ mình không có phải là Thanksgiving. Mình lấy cái con gà bình thường mình làm giống được. Anh Sĩ được không? Không được, được. Gà ta thì không làm được. Cái thịt đó ít quá. Gà ta thì cái thịt nó tốn xíu thì sao thì mà mình ướp vô rồi có đâu có ướp. Thì nó ít quá. Con gà càng to thì nó ướp trái cây càng nhiều. Thì trái cây nó ra muốn xì nó ngon. Con gà Tây mà nhỏ thì làm cũng không ngon. Rồi ăn hết. Còn cái xương con gà không à. Với trái cây. Nhưng mà còn một cái đùi bên này. Cái đùi đó nữa. Cái đùi bên này cũng còn. Cũng còn nhiều quá ha. Ăn sao hết ha. Quá giờ đông người. Ủa cái này xong ai ăn. Quên cái này rồi. Cái bánh ngọt. À bánh ngọt hả. Cái bánh cái này cái khoai. Khoai. Cái này vẫn còn chưa hết.
May là ăn nhiều đông người đó nha. Quá đó hổ tốt. Happy anniversary. Trời, gặp được bằng tay giúp mau cho hát cái đẹp quá. Ủa sao nãy giờ không ca sĩ không hát em bên mình anh? Thì đó, tiếng hát mà không thuộc. Trời ơi. Thôi cô dâu tự hát luôn đi. Em đó bên mình anh lặng yên dưới bao. Rồi chị nghiêng qua vai. Quay đi. Để cô hát đi tôi diễn. 1, 2, 3. Em bên mình anh lặng yên dưới ban. Ông đi chị. Ông này không có biết cái gì. À. Sao cái thằng xuống. Ta còn nhắc nữa. Đã giòn. Chưa. Kì nhỉ. Cầm tay cắt đằng. Đó. Trời ơi. Cà rem hả? Bánh thì nghe nó đặc biệt. Mô cà đó. Sao thấy nó cứng vậy? Không, nó không cứng. Happy anniversary and happy Thanksgiving. Rồi. Hàng bà quan tới đây là vui rồi. Chơi vui vẻ nha. Mai kiến. Mai ngoại nhá. Dạ. Dạ dạ chào cô. Mai ngoại. Dạ chào chú. Và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.